Chào các bạn, mình là Bé Việt. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nuôi bồ cạp. Hôm nay mình sẽ làm về bồ cạp. Thì làm sao để chúng ta nuôi những con bồ cạp chung mà chúng không ăn thịt nhau? Thì đây là một câu hỏi của rất là nhiều bạn. Và hôm nay mình đã có bồ cạp cho nên mình sẽ làm. Thì mình cũng chuẩn bị một cái thùng như thế này. Thì thùng này mình mua với giá là 100.000. Mình cũng giống như cái thùng bữa trước mình làm về con rế thôi. Và mình cũng vừa mua và mình cũng đã lót mùng dừa. Và hồi nãy mình có tiện thì lượm mấy cục đá bỏ đây rồi. Thì chúng ta lót một lớp mùng dừa. Thì cuộc sống của con bồ cạp thật sự á là nó tập thể, và trong cái hang của nó thì theo mình biết á, thường là những con cái và con đực là ở phía trước, những con là nó ở phía sau, và nó có một cái hang nhỏ riêng ở trong nữa. Cho nên khi chúng ta nuôi á thì chúng ta cũng nên lưu ý một vấn đề như thế này, đó là chúng ta phải làm sao không gian của nó đủ, và chúng ta phải cho chỗ ẩn nấp cho nói chung là đủ số lượng mà chúng ta nuôi. Chứ các bạn, nhiều khi các bạn nuôi 3-4 con mà có một chỗ ở, có một cái gáo dừa nhỏ thế này là thế nào nó cũng ăn thịt nhau, chuyện đó là quá bình thường. Thứ hai nữa, mình sẽ chỉ cho các bạn một cách làm sao để khi bỏ vô chung mà nó không ăn thịt, đó là chúng ta hãy bỏ dế vô. Cứ bỏ hơi dế vô, nó ăn đủ như nó ăn, thì khi nó đủ cái lượng thức ăn của nó rồi á thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ không bao giờ có tình trạng là cắn nhau hay gì đâu, các bạn cứ yên tâm. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bể nha. Thì mình sẽ kiếm đồ để bỏ vô. Thì con bồ cạp nó cũng như con rết vậy thôi, nó cũng mình cũng có thể trang trí, hoặc là đơn giản hơn là mình bỏ nó khúc cây. Ok, thì hôm bữa mình cũng có khúc cây như thế này, mình có hai khúc như thế này luôn, rất là đẹp. Đấy, khúc kia mình cho con rết rồi, còn cái khúc này mình sẽ để cho con này. Thì chắc có lẽ mình cũng sẽ xét gần giống với lại con rết đấy. Ok, mình sẽ để đá qua một bên. Đấy, ok. Chúng ta sẽ để xuống. Chúng ta nên tạo cho nó một cái khoảng không ở trong này nha. Tại vì thật sự chúng ta kiếm cái hang để cho con bồ cạp nó chui ra chui vô. Đấy. Rồi, ok, thì chúng ta đã có một cái chỗ gọi là ẩn nấp cho nó, thì các bạn có thể dùng tiếp vài cái gáo dừa hoặc là cái gì đó các bạn úp bên này nè, cái vỏ dừa á các bạn úp, hoặc là đơn giản là một những cái ống tre. Thì ở đây mình không có, mình cũng có một cái ống tre đây, các bạn thấy mình có một cái ống tre nè. Ống tre nó không cần đẹp đâu, quan trọng là các bạn cho nó có chỗ chui ra chui vô được rồi, chứ đâu có quan trọng là về ống tre đẹp hay ống tre xấu đâu. Ok, thì chúng ta sẽ chẻ đôi nó ra, thì mình đợi một xíu nhé, mình sẽ chẻ đôi xong đó mình sẽ quay lại cho các bạn. Ok, chào các bạn, sau một hồi hì hục chặt và cưa thì cuối cùng mình cũng nấu vài khúc như thế này. Đây các bạn thấy nè. Thì khi chẻ thì chúng ta nên chẻ ví dụ như cái ống tròn như thế này, đúng không? Chúng ta hãy chẻ xa xa một xíu thì để cho nó có khoảng rộng hơn. Đấy, thì mình đã có một số khúc như thế này. Thì cái này các bạn có thể dùng những cái mắt mà nó ngắn ngắn như thế này nè. Các bạn hãy dùng làm cái máng nước cũng được, chẳng sao. Nhưng mà mình thì mình rảnh mà, cho nên mình sẽ thịt ẩm. Mình sẽ xịt ẩm cho nó thôi, mình không ấy. Thì chúng ta sẽ để làm sao mà để con bồ cạp nó có thể chui ra chui vô cả hai đầu nha, các bạn nên lưu ý điều đó. Ok, thế là xong thôi. Thì một con bồ cạp nó chỉ cần đơn giản như thế này thôi. Và ở đây mình cũng có một cái gấu dừa, nhưng mà cái hộp nó nhỏ quá, mình không ấy được. Thì gấu dừa này mình mua ngoài tiệm chim cảnh như 20 hay sao á, mình cũng quên rồi, 20 hay 25 ngàn gì đấy. Đó, thì thế này thôi là chúng ta có thể nuôi nó thoải mái rồi. Còn nếu các bạn không thì các bạn chỉ cần để những cái này thôi, đơn giản là được rồi, chứ không cần cái khúc cây như thế này đâu. Mình nghĩ là mình nên mình sẽ thử thôi. Ok, thì đơn giản là như vậy thôi, chúng ta chỉ cần một cái đơn giản nhẹ nhàng thôi, chứ không cần phải màu mè chi. Ok, và sau đó là chúng ta sẽ bỏ bồ cạp vô. Ok, đây là bồ cạp của mình.
thì bắt đầu ta sẽ bỏ vô. Thì cái này là mình luôn muốn các bạn an toàn, cho nên chúng ta sẽ dùng một cái kẹp, cái kẹp, hoặc là đơn giản là một, các bạn mình có thể bắt tay bình thường, nhưng mà mình sẽ khuyến cáo các bạn là không nên, bởi vì nói chung là khá là nguy hiểm. Ok, chúng ta sẽ bỏ vô. Đấy, con này là mình bật chưa cắt kim đâu, và cũng là hàng ở rừng mới về cho nên nó còn khá là dơ, thì kệ đi, không sao đâu. Thì chúng ta sẽ bỏ vài con vô, thì chúng ta phải bỏ là vừa to vừa nhỏ. Con ta mới nhỏ hết rồi. Đấy, các bạn thấy không, mà nó xuống à, nó sẽ xuống và nó tìm cái chỗ ở cho nó. Thì chúng ta khoan vang này á, thì thực sự á, chúng ta nên bỏ một đực một cái và một số con nhỏ. Không biết mình bỏ con đực nào chưa, không biết bỏ con cái nào chưa nữa. Nhưng mà chúng ta có thể nuôi với số lượng nhiều trong này vẫn được, chuyện đó là bình thường. Đây, thì mình có làm là trong này phóng được 2 con, này 1 con và 4-5 con. Mình đã bỏ 4 con rồi, thì mình sẽ bỏ khoảng 5, mình phải bỏ khoảng 6 con trong cái thùng này. Và chúng ta sẽ nuôi rất là ok. Còn nếu các bạn muốn nuôi nhiều hơn á, thì sẽ áp dụng cái công thức của mình, áp dụng cái hồi nãy mình nói là chúng ta sẽ bỏ nhiều dế vô. Thì có thể cho đại ca này vô đi. Đấy, mình sẽ bỏ con nhỏ này. Rồi mình sẽ kiếm thêm một con cái nữa. Thường thường con cái á, nó ít khi nào nó ăn thịt nhau. Đây. Rồi. Đấy. Ok, thì mình đã bỏ khoảng 7 con, thì các bạn có thấy có những con nó sẽ chui qua đây liền. Thường thì những con nhỏ nó sẽ ở đây, thì những con lớn thì nó sẽ ở trong cái khúc ở trong này. Đấy. Chắc có lẽ mình sẽ thiết kế thêm một cái ống tre ở đây nữa. Ok, chắc một tí nữa mình mới thiết kế được. Giờ thì mất công lại đi cưa. Rồi, ok, thế là xong. Thì trong này thì còn thì mình sẽ cho nó ở một cái hộp khác. Thì rất là đơn giản, thì cái này có nắp đậy nha các bạn. Thì chúng ta chỉ đơn giản là nuôi như thế này thôi. Thì chúng ta có thể bỏ nhiều hơn, thôi bỏ hết luôn đi, chẳng sao cả. Thật sự với mật độ khoảng mười mấy con trên một cái thùng này á, thì nó cũng rất là bình thường thôi. Cái việc mà chúng ta thiếu của mình sẽ bỏ thêm một số khúc tre nữa, cho nên nó sẽ hài hòa, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Thì mình cũng khuyến cáo các bạn là không nên cắt cái kim của nó, tại vì nói chung mình nên chơi theo một cái gọi là nguyên thủy, làm cái gì tốt nhất, tại vì khi cắt cái đó rồi á, nó chẳng con bò cạp nó chẳng còn hung hay là cái gì nữa, kiểu giống như là thịt thái giá mấy bạn không. Hai con này chúng mày làm gì nhau đấy? Đấy, các bạn có thấy là cách xử lý con bò cạp rất là dễ, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu sơ qua về bò cạp thì chúng ta mới có thể xử lý được. Rồi, ok, mình đã làm xong rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Thì hộp nuôi bò cạp chỉ đơn giản là như vậy thôi, chúng ta không cần phải chi là. Thì những con bò cạp của mình là nó mới ở rừng về cho nên hôm ra nó còn khá là dơ. Thì hôm sau mình sẽ làm clip là cho nó ăn. Ok, thì clip mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn ngày mai hãy tham gia vào trang web về shop để cùng nhau làm những cuộc đấu giá nhé. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn có một mùa hè thật là vui vẻ.